bánh do hay bánh giò hay bánh ú hay bánh ít, ăn vào nó dẻo dẻo nè, mọi người đã từng ăn thử qua chưa? Ôi trời ơi, ông cậu chủ nhỏ đó nghe, bày đặt bán đồ đồ đó nghe, ngày đi được có vài cục à, mà cứ ngồi đếm tới đếm lui hoài sợ thiếu hay gì á. Để nói nào ngay mọi người ơi, em cũng lo cũng gầu dữ lắm luôn rồi, tưởng đâu là dễ bán dữ lắm luôn á, cho nên là mới bán, mà ngày đi được có 5-6 cục mà cứ ngồi đếm tới đếm lui hoài sợ thiếu. Thôi dẹp luôn đi, đếm hoài đếm hồi nó cũng y chang vậy à, cũng là buồn dữ lắm đó, nhưng mà hơi buồn miệng xíu. Giờ vô lục cái tủ lạnh nữa nè, thôi để coi bữa nay có cái gì ăn không nghe. Ô trời đất ơi, hôm bữa nghe cái món bánh giò gì nè đang hot hot gì đó, cái cũng đèo bồng đặt về cho một cục, nhận đâu cũng 2-3 ngày rồi, về cái quăng vô tủ lạnh để tới bữa nay luôn. Thôi bây giờ cũng sẵn đang buồn miệng nè, mình đem ra mình một ban nha. Nghe nói đâu ở đây là cái bánh giò đặc sản ở Bắc Cạn, mà nhìn nó tuổi y chang như cái bánh ít bánh nấu ở dưới quê tôi vậy đó. Nó cũng quấn cái lá gì ra hình tam giác nè mọi người, xong rồi quấn thêm cái cọng gì để buộc chặt lại gan cọng dây dừa của cái lá dừa. Ôi mà nói chung nó quấn cái gì nó quấn đi, mà nó cũng tựa chang cái bánh ú bánh ít dưới quê tôi đó. Thì tôi mua cái cục này là được 10 cái, cũng đếm tới đếm lùi đó không biết đủ không nữa, mà cũng đủ nha, 10 cái. Mấy cái bánh này được hút chăng không, rồi còn có thêm cái chai mặt mía để chấm ăn nữa. Thì mọi người nhìn thử đi, nó y chang cái bánh nấu vậy đó, nhưng mà không biết cái này nó quấn bằng cái lá gì nữa. Nó cũng tựa cái lá dừa, mà còn cái bánh nấu ở dưới quê là nó quấn bằng cái lá chuối. Rồi giờ khui ra thử coi bên trong nó như thế nào ha. Thì mở 2-3 cái lớp lá chuối ra thì bên trong nó như thế này nè. Hình như là cái này là nếp á mọi người, rồi người ta quấn vô đây, rồi cái người ta hấp lên thì nó sẽ chín lại nó thành như gì nè. Tính ra tôi nói cũng dễ hiểu quá ha, là nó làm gì nè. Thì cái bánh này người ta làm từ nếp, rồi người ta trộn chung như cái gì đó, cho nên là hấp lên ra cái màu vàng vàng. Nhìn vẻ bề ngoài thì cũng mắc mắc, với lại ngon lắm. Với lại nó có cả một cái mùi thơm thơm của cái lá mọi người. Nó không có cái mùi bánh, nhưng mà nó có cái mùi của cái lá ớp vào để hấp. Thì mua một cục là 10 cái, được tặng kèm theo một chai mặt mía. Thì đem cái chai mặt mía có cả chén, trời ơi ta, nó thơm. Hình như là cái món này phải có mặt mía để chấm ăn nó mới đúng, là nó mới tạo ra một cái hương vị đặc trưng của cái bánh giò này hay gì đó. Theo tôi thấy thì nó cũng hấp dẫn đó, để chấm vô rồi ăn thử coi nó làm sao ha. Từ nhỏ tới giờ có được ăn đâu, giờ mới được ăn lần đầu tiên nè, hơi bỡ ngỡ một xíu. Thì cũng cầm cái bánh giò chấm vô cái mặt mía cho nó thấm thấm để ăn coi nó làm sao. Lúc đầu tôi có cắn thử miếng bánh giò ăn không á thì nó hơi lạc một xíu, nó không có cái mùi gì hết trơn á, nó chỉ có cái mùi của cái mùi lá thôi. Mà khi mà chấm hòa quyện vô cái mặt mía một cái ha, tao nói ăn nó đúng liền, là nó tỏ ra cái vị đặc trưng này mọi người. Đúng là cái bánh giò phải chấm nhật mía ăn nó mới ngon nha. Ủa rồi tôi nói gì có đúng không ta, nói gì không nói gì, nói cái điều gì mà người ta cũng đều biết hết trơn á. Thì theo cảm nhận của tôi lần đầu tiên ăn cái bánh này là ok nha, ăn nó cũng ngon đó. Chấm vào cái mặt mía thì ăn cái mặt mía nó thơm thơm ngọt ngọt, cái bánh thì nó dẻo dẻo lại thơm thơm cái mùi của lá. Nhìn cái bánh nó cũng tựa như cái bánh nấu bánh ít ở dưới quê cho nên là cũng phái. Với lại người ta hấp lên nó ra cái màu vàng vàng, nó nhìn cũng ngon miệng dữ lắm. Em thấy là cái bánh này là ngon nha mọi người, 10 điểm nha. Mọi người nên ăn thử cho biết được cái đặc sản ở Bắc Cạn nó như thế nào nha. Rồi coi tới khúc này được rồi, lướt video khác đi. Khúc này tôi hơi ham ăn hốt uống xíu nên giọng nguyên cái vô cái một luôn. Trời phạt ơi, muốn mốc ăn vừa vừa thôi, không có nội bữa nào mắc nghẽn cho vừa ông nghe.